là từ dưới chân núi Cấm chạy xe lên tới cái điểm ở đây tập kết, sau rồi mới đi bộ lên cao lên tới điện. Đường ở đây rất là đường núi rừng, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống đó. Đường rồi mình đi bộ lên đi, đi cũng xong lên đầu trên đó gần xa cưng. Đây là đoàn, đây đường lên điện ha, cây quế, cây quế bậc thang đi còn vẫn khó khăn đó. Kinh Huy Thanh sẽ biết là sẽ đi lên điện cây quế từ núi Cấm ở tỉnh An Giang. Châu Đốc nha mọi người ơi, đi đây là mình phải đi bộ lên tới điện, sau đó lên tới điện và đi lên một mút nữa mới đi xe ôm lên được nữa. Đây đi, đi bước chân mà mệt quá rồi, mình tới tới điện mình sẽ quay cái điện cây quế nha. Đây đang lên điện cây quế, cao quá mệt quá, mọi người đứng nói chuyện cổ vũ nhau để lên điện cây quế. Từ ở dưới cái chỗ mà biển thông báo điện cây quế thì đi lên tới điện là 700m, độ cao 700m, mà nãy giờ đi lên chưa tới được 100m nữa mà mọi người thở hổn hển rồi. Đây là điểm dừng chân, chưa tới điện cây kế. Ở đây điện dừng chân có lên, mình sẽ có điện tâm đầu và tâm ca. À, điểm chân cho mọi người lễ Phật trước. Đây. Sau đó mọi người lễ Phật nghỉ ngơi chút xíu rồi mình đi lên điện cây kế được. Đây có cửa quyền xuất tổ chăm họ. Đó. Ta bị quan công. Đó, mọi người lên núi Cấm. Và đi điện cây kế thì sẽ lên tới đây là mình nghỉ chân cho đỡ mệt, sau đó mình sẽ thờ, mình sẽ lễ cúng Phật và cái ở đây. Em cũng bị mà em ngậm khỏe nè. Ừ. Rồi. Sau một lúc mình ở dưới chỗ giật dạ, chân thì mình sẽ lên một khúc nữa, đó rất là cao. Đó, sẽ tới chỗ chạm dừng chân chút xíu nữa để mọi người thắp cầu cúng là các vị sơn thần để cho mình đi lên lễ Phật ở núi ở được an lành. Sau khi mình lễ cúng các vị thần núi xong thì mình sẽ leo lên tiếp cái bậc cầu thang. Càng ngày càng lên cao cái bậc nó sẽ càng hẹp và không rộng nữa để lên tới điện cái khé. Rồi thì xung quanh đi lên mệt thở quá nên mình sẽ nói chuyện hơi bị gấp gáp. Khi đoàn chúng tôi đã tới điện cây khế rồi, đây mà điện đầu tiên là miếu đền thờ Chư Tôn Hộ Pháp Thần Linh trước. Sau đó mẹ Tuyết Nhung là chưa bao giờ đi xa như vậy, nhưng mà ngày hôm nay được trợ duyên tất cả mọi người cứu huyền chăm họ. Sau đó là chúng tôi sẽ lên chính điện sau mà quay. Sau khi mình lễ các phần hộ pháp là của quyền chăm họ thì mình đi qua bên tay trái, đây hướng bên trái mình sẽ đi qua đền thờ của Tam Vị Thánh Mẫu đó. Đây đó. Khi qua tới đây mà mình sẽ nhìn xuống dưới toàn cảnh ở dưới Châu Đốc từ núi Sam đó, lên đây như một thiên đường nha mọi người. Đó đó đó, xa xa thiệt xa đó, mình đang dâm xa thiệt xa đó là cổng chào đó, của núi Sam.
bên kia là đỉnh núi, bên kia chỗ mình đứng thì không biết là đỉnh núi gì, tại mình lần đầu tiên mình đi lên tới đây. Đó, nhìn xuống toàn cảnh ở dưới núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh Giang. Đây, đây là tới điện cây quế là gần đó, cái bảng này là ghi về điện cây quế là xuất xứ như thế nào, khởi công như thế nào nha mọi người. Lên ở đây là thờ Bà Quan Âm, Di Lạc và Địa Tạng Vương. Lên trên cái đường nhỏ xíu nè đó, là lên chánh điện thờ. Đi lên dạ, đường nhỏ xíu đó. Đây là lên chánh điện thờ thần. Đó là đền thờ của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con đường lên Cấm điện núi Cấm, đây là lên tới đỉnh núi rồi. Có hai cách đi, một là mọi người đi cáp treo, nhưng mà hãy để chúng tôi là đi từ dưới chân núi đi mấy chú xe ôm, mấy anh xe ôm chưa tới đỉnh. Ở trên đây là đỉnh Ngọc Hoàng, nó có hồ rất là đẹp. Bên kia là tường Phật Di Lạc, được Phật Di Lạc rất là đẹp và tự to. Đây là chùa Vạn Linh. Thì mọi người mà đi du lịch tới Châu Đốc lên núi Cấm thì sẽ đi cáp treo, là khỏe nhất nhanh nhất là chỉ có đi là đi lên đây chỉ lên điểm Nam Thông rồi chùa Vạn Linh hay là cái chùa mà có Phật Di Lạc. Còn mình đi điện cây quế là phải đi xe ôm, mà mình phải đeo bộ lên núi rất là mệt. Nhưng mà đi cái đó thì công đức vô lượng, với lại cũng được mấy anh xe ôm mà mấy bác xe ôm chở lên là cũng công đức lắm. Đó, chùa mà có cái đỉnh cao cao màu vàng là chùa Duy Giám. Cái chùa này là chùa Phật lớn, chùa Phật lớn là có rất là lâu đời, có trước chùa Vạn Linh, chùa có trường Phật Di Lạc luôn nha mọi người. Đây là điện Nam Ông. Anh Quân trình đi, tại vì trong anh Quân cũng có một cái phần nam. Khi mình tới núi Sam, tới chùa Vạn Linh, chùa Vạn Linh, chùa Phật lớn và chùa Di Lạc, thì mọi người muốn có phóng sanh hay cho cá ăn thì đây là có người bán cá để phóng sanh ở đây, và cho cá chép ăn nè, có bán nha. Một bịch đồ ăn nãy là mua bao nhiêu một bịch ta? 10.000 một bịch, 10.000, 3 bịch thì 20. Và ở đây ví dụ mình có muốn lên cầu đó, có cái cầu đỏ rất là đẹp để mọi người đứng trên đó để chụp hình qua thấy mặt sau tiền cảnh là chùa nè đó, và từ Di Lạc. Đó, cá chép bình thường thôi à, không phải cá coi. Cũng có cá coi, mà cá coi lai rồi. Ở trên đỉnh núi mà đẹp vậy đó. Ok. Nhưng mà cũng vậy đó. Có cá rô phi nữa kìa, nó bự như cá chép luôn kìa. Rồi. Mẹ xuống nha. Đứng đây chơi con. Ai đỡ mẹ xuống giùm nhà em Bảo Sơn.
đó mình không được đúng không? Dạ không không, đi dưới đây chú đi dịch dịch nha, dịch nha, rồi ngồi xuống đi, rồi chú đi xuống, đưa chú đi xuống từ từ, dạ rồi bước chân ok, rồi mua rồi, lát có mua cái này nha, hai tỷ bán giờ cũng bán không được, mới bán được cho tết này có hai tỷ đồng. Bông 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 bông, mưa năm xuân bạc cũng còn nhà ta. Chớ ăn cơm thẩm cháo hoa, chị biết nhé.